chào các bạn, đây là phần 2 nhé. Phần 2 của Real Madrid vs Crossy. Mà thấy lần trước nó hơi lắc. Hay là chúng tôi sẽ chơi nhé. Không lắc. Lần này chúng ta đã thể hiện. Giao trời quá hay lần. Đây là đỉnh cao con Luzon đi inside. Tôi rất thích ở đỉnh cao là phần. Bây giờ chúng tôi đang các bạn nhớ đón xem rồi chúng ta rồi chúng thắng rồi là thắng 5-0. Ok, giờ tiếp theo mình sẽ đấu thêm một trận nữa. Chúng tôi sẽ lên đấu với quân bình trên lần cấp Urich, một đội khá là mới mẻ, cũng khá là giống Việt Nam. Cái gì vậy? Chúng xem Hardly Easily rồi. Chúng ta đã có một cầu thủ được thương. Chúng ta cần thay rồi thôi. Ok, Utrecht mình chưa bao giờ đấu lần nào các bạn. Chúng ta là đội chủ nhà. Ok, mình phải đổi ra hình cái đã. Team này yếu lắm.
dừng lại giúp em. Đấy. Chúc chúng ta cần chỉnh chúng ta có những con nhiều cậu này đứng đây chút khi có thì có hay chứ chúng ta có rất nhiều tình huống này các bạn ạ, các bạn cứ thấy xem. Ok cũng hài á này, ui chơi lại mà inside cho các bạn nhé.
Vậy là mình sẽ được ăn bánh đỏ rồi các bạn ơi. Ok. Thôi được rồi. Chúng tôi hứa với các bạn chúng tôi sẽ làm một video về đá online. Đá online chắc chắn luôn. Chúng tôi thường như là chứ bây giờ đá online lần nào hết các bạn. Mà tôi cũng sợ nó hơi lắc. Tôi sẽ vô lại. Các bạn ơi. Mà tôi sợ mãi tôi yếu. Mấy lần trước thì nó cũng vậy. Nếu mà bạn nào biết được cách tới đó, ở đây nó không có quảng cáo. Bạn nào biết cách thì chỉ cho tôi để coi chơi online nha các bạn. Chúng tôi chơi online 2 lần rồi và thua các bạn.